nhiều khách quý. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt đội ngân hàng nông nghiệp Bảo Thắng xin gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể các đội tham gia hội diễn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội diễn của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể hội diễn, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của thường trực huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, ngân hàng nông nghiệp tỉnh Lào Cai, sự ủng hộ của các ban ngành cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể đơn vị, ngân hàng nông nghiệp Bảo Thắng đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới. Hòa chung không khí thi đua sôi nổi, tập thể đức kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng phong trào nghệ thuật quần chúng của các cơ quan huyện Bảo Thắng, góp phần cổ vũ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo quê hương Bảo Thắng giàu đẹp. Với mục tiêu giao lưu học hỏi, ngân hàng nông nghiệp Bảo Thắng mang đến hội diễn sắc màu Tây Bắc với các tiết mục như sau: tự hào Agribank Lào Cai, sáng tác Văn Bình, theo dấu chân anh cán bộ ngân hàng Đạt Bà Lời, Thạch Minh Đăng, biên đạo văn nghệ nhạc Hồ Hoài Anh, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Đạt Bà Lời Trần Kiết Tường, đất nước chọn niềm vui, sáng tác Hoàng Hà. Chỉ đạo nội dung, ban giám đốc ngân hàng nông nghiệp Bảo Thắng, biên đạo văn mạnh. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tổ chức.